Này cô kia, cô làm cái gì mà rình mò ở cổng nhà tôi thế? Tôi làm gì đâu. Không làm gì mà tìm đến tận đây. Cô định giở trò gì đúng không? Này, bản thân của cô xấu ấy thì cô đừng có nghĩ là ai cũng xấu như cô nhá. Cô nói ra được câu đấy, cô không thấy ngượng mồm à? Tôi đàng hoàng chính trực, tôi chẳng sợ đách gì nhá. Nếu mà nhà bạn của tôi không ở đây ý, thì tôi và cô cũng chẳng gặp nhau đâu. Bạn cô? Cô mà cũng có bạn ở đây á? Kia kìa, nhà bạn của tôi ý, đối diện nhà của cô đấy. Gì? Nhà bạn cô kia? Mặt trời hôm nay á, mọc đằng Tây lặn đằng Đông mất. Cô đừng có điêu. Cô nói cái gì? Con chào cô Quỳnh. Cô Mỹ, cô vẫn chưa đi mua xúc xích cho con đây à? À, bây giờ cô đi luôn đây. Đấy, thấy chưa? Cái gì? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Sao Vân lại qua lại với hạng người như cô ta nhỉ? Bo. Cô hỏi tí. Mẹ Vân đâu? Mẹ cháu chưa về ạ. Mẹ con chưa về? Thế từ sáng đến giờ con ở nhà với cô kia? Vâng ạ. Xong cháu đói nên cô Mi hứa sẽ đi mua bánh mì với xúc xích cho cháu ăn ạ. Giời ơi, thế này khác gì giao trứng cho ác đâu. Bo ơi, hôm nay được hôm cô dậy sớm đi chợ, sang nhà cô đi, cô nấu phở cho Bo ăn. Vâng ạ. Đi. Ơ, hai cô cháu chuẩn bị đi đâu thế ạ? Đây rồi, em đi đâu từ sáng đến giờ mà để cho nó ở nhà một mình với cái Mi thế hả? À, em tranh thủ lúc cô Bo đang ngủ, em ra bến xe lấy ít đồ của người nhà gửi lên. Mà chị ta lại tới nữa ạ? Lại tới á? Thế là thế nào? Em cũng chả biết nữa. Gần đây chị ta cứ chủ động đến quán của em gội đầu, xong thì đến nhà em chơi ấy. Ô thế á? Ừ. Xong sao nữa? Bo ơi, con vào nhà trước được không? Vâng ạ. Cháu chào cô Quỳnh ạ. Kể đi. Em thì em không thể sỗ sàng đuổi chị ta đi được. Nhiều lúc em bận bịu với cô Bo, chị ta còn chủ động giúp đỡ em một vài việc cơ. Thế á? Ừ. Mờ ám thế nhở? Chị cảm thấy như có điều gì không ổn ấy. Thế anh Hiếu biết chuyện này chưa? Em có kể với cả anh Hiếu rồi. Anh Hiếu bảo là có lẽ Mi quý thằng Bo. Chị bảo từ bây giờ nhá, em phải cẩn thận khi giao tiếp với cô ta. Có điều gì bất thường ấy thì phải lập tức nhắn tin cho chị. Dù sao thì anh Hiếu với cô ta cũng là bạn thân từ nhỏ, nên cách mà cô ta đối xử với anh Hiếu ấy cũng phải khác. Chưa chắc là anh Hiếu ấy đã nhìn ra bản chất thật của cô ta đâu. Nên có bất kể điều gì liên quan đến cô ta thì em nhắn tin cho chị, ok? Dạ vâng, em hiểu rồi. Vào nhà đi, chị đi làm đây. Em chào chị. Ừ, đi nhá. Tôi thắng rồi nhá. Chơi với cô chẳng vui tí nào cả. Ơ, sao lại không vui? Cô chẳng biết nhường cháu như cô Quỳnh gì cả. Này, đừng có nhắc đến cô Quỳnh trước mặt cô nhá. Ơ, cô quát cháu đây à? Thôi, cô ăn một mình đi. Này. Có vẻ như chị vẫn chưa biết cách chơi với trẻ con rồi. Thì chuyện gì cũng cần phải có thời gian mới biết được chứ. Có những việc giống như bản năng hoặc là năng khiếu ấy ạ. Ý là không phải học hỏi. Thôi được rồi, tôi nhận thua được chưa? Thôi, bây giờ tôi phải đi làm rồi. Với lại Bo phải đi học thêm nữa. Bé như thế này mà cũng phải đi học thêm á? Ừ. Tôi cho thằng bé học thêm tiếng Anh ở trung tâm. Chán thế. Thế thôi, bây giờ tôi cũng đi về vậy. Nhưng mà buổi tối tôi tới chơi tiếp nhá. Bo, thế con đã ăn sáng no chưa? Con no rồi ạ. No rồi thì lên thay quần áo để mẹ đưa đi học. Nhanh lên. Được anh. Em nghỉ đi, những việc này để anh làm cho. Thôi, anh cứ để em làm đi.
Từ sáng đến giờ quán chẳng có khách, không có việc gì làm cả. Em cứ bị bốn chân bốn tay ấy. Ơ, thế hóa ra là từ sáng đến giờ quán ế khách thế cơ à? Chẳng hiểu hôm nay ngày gì mà em lại nặng vía như thế nữa. Cô nhân viên xinh đẹp của tôi ơi, gọi cho tôi cái đầu đi. Ơ kìa, còn cười là thế nào? Khách hàng là thượng đế, nhanh cái tay lên. Được rồi, từ giờ quán của em mà vắng khách thì em gọi anh đến để giải vía nhá. Ok luôn, kể cả là quán đông khách anh cũng vẫn sẽ đến. Em cảm ơn. Nào, mà này, tí em đi xem phim với anh đi. Đi xem phim á? Chắc là không kịp đâu, em phải đi đón cô Bo nữa. Vậy thì anh với em cùng đi đón cô Bo, xong rồi mình cùng đi ăn nhá. Như thế liệu có được không? Sao mà không được, trước sau gì ba người chúng ta chẳng là người một nhà. Hoàng, dậy đi con. Mẹ ơi, mẹ để con ngủ thêm tí nữa đi mẹ. Con biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Dậy mà đi làm đi con. Ở văn phòng cũng đâu có việc gì đâu mẹ. Không có việc gì thì đi giám sát công trình cùng với bố cho quen việc đi. Dậy đi. Mẹ ơi. Thế này có lẽ mẹ phải đi gặp cái Quỳnh thôi. Ừ. Mẹ, mẹ gặp Quỳnh làm gì ạ? Mẹ ơi, con xin mẹ đấy ạ. Khó khăn lắm Quỳnh mới chịu mở lòng với con. Mẹ mà động vào nữa là hỏng hết đấy ạ. Thì anh không chịu đi làm, tôi đành phải mời con bé về làm kế toán cho công ty của bố anh. Thật không ạ? Thật. Nào, thế bây giờ đã chịu dậy đi làm chưa? Con đi làm ngay đây ạ. Mẹ ơi, tất cả mọi việc con nhờ vào mẹ nhé. Đến bây giờ mình cũng chẳng ưa gì con bé, nhưng mà có mỗi một thằng con trai. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời vậy. Dừng ở đây đi anh ạ. Để anh đưa em vào, đỡ phải đi bộ không? Thôi không cần đâu, ở trong kia ngõ nhỏ khó quay đầu xe lắm. Anh cứ ở ngoài này chờ em đi, xong thì em ra. Sao em lại ra một mình thế? Bo đâu em? Bo lại đi với bố rồi ạ. Vậy chỉ còn cách gọi cho anh ta thôi. Alo, vợ gọi gì anh đấy? Anh đang ở đâu đấy? Tôi muốn đón Bo. Bo đang chơi với anh. Anh sẽ gửi cho em địa chỉ. Em đến ngay với bố con anh nhé. Mình đi thôi anh. Ăn từ từ thôi kiểu nghén. Ngon quá bố ạ. Bo thích ăn. Từ giờ bố sẽ đưa Bo đi ăn nhiều hơn nhé. Thật là bố. Thế là từ giờ con không lo đói nữa rồi. Thế bình thường mẹ con không cho con ăn uống đầy đủ à? Mẹ con anh đi làm về muộn nên thường nấu muộn. Có nhiều lúc con hơi đói á. Vậy thì từ bây giờ bố Quang sẽ là người chăm sóc cho con từ miếng ăn đến giấc ngủ.
con thấy sao? Dạ con đồng ý ạ. Bo ngoan, thôi ăn đi kiểu nguội. Vâng ạ. Bo, tại sao con không chờ mẹ đến đón hả? Có bố đón cũng tốt mà mẹ. Đứng dậy đi về cho mẹ, nhanh lên, đứng dậy. Đang ăn mà mẹ. Em cũng ngồi xuống ăn đi, anh gọi cho em rồi đấy. Em không đói. Thì đằng nào cũng đến bữa rồi, em không thể ngồi lại đây để cả nhà mình cùng ăn được sao? Em ơi, mẹ ăn đi, con biết mẹ đói rồi mà. Anh cũng ngồi luôn đi. Tôi gọi đồ ăn có thế thôi đấy, không gọi thừa đâu. Tôi tự gọi, tự trả tiền được. Em ơi, cho anh bát nữa. Bố và mẹ phải ngồi với nhau chứ. Chú Tuấn, sang đây ngồi với cháu. Bo, con nói gì sai hả? Không sao Bo, bố ngồi đối diện nắm mẹ cũng được. Đã là gia đình thì mãi mãi vẫn là gia đình thôi. Lát bố mẹ đưa con đi siêu thị đi. Đồ ăn ở tủ lạnh vẫn còn rất nhiều, con phải về làm bài tập nữa. Chơi với bố như thế là đủ rồi. Thế còn bố thì sao? Hay mẹ cho bố về sống chung với mình đi. Bố có nhà của bố rồi, con đừng có mà được voi đòi tiên nhá. Lát nữa anh đưa hai mẹ con em về nhá. Miến của anh đây ạ. Anh xin. Cháu gặp cô một lát được không? Chuyện quan trọng, cô cần gặp cháu sớm. Dạ, cháu có 40 phút để nghỉ trưa. Cô nhắn cháu địa chỉ nha cô. Bà đi mà không nhìn đường à? Tôi nhìn đường rất rõ, nhưng không hiểu sao có người cứ muốn lao vào tôi ấy. Ấy ấy, hai bà ơi, để tôi mở cửa. Đường rộng rồi, xin mời hai bà vào. Mà rõ khổ, phụ nữ các bà làm sao mà cứ hơn thua nhau từng tí một. Bà vào đi. Ông lại còn bênh bà ta nữa à? Không, tôi chỉ muốn làm cho không khí bớt căng thẳng thêm thôi. Vậy thì ông ngồi đây mà uống cà phê một mình đi. Có bà ta ấy, tôi hết tâm trạng rồi. Ấy, thế còn sinh nhật tôi thì sao? Hôm nay là sinh nhật ông à? Sao ông không nói sớm để tôi tổ chức một lễ sinh nhật thật hoành tráng cho ông ở nhà hàng? Việc gì phải đến quán cà phê? Thì tôi muốn tạo ra sự riêng tư và bất ngờ. Thôi, vào đi. Cháu chào cô ạ. Cô đợi cháu lâu chưa ạ? Cô cũng vừa tới thôi. Cháu ngồi đi. Cô ơi, cháu chỉ có 40 phút để nghỉ trưa thôi ạ. Vậy thì cô cũng nói ngắn gọn thôi. Thử nến đi ông. Sao bà ta lại gặp con bé? Tôi tưởng là bà ta không ưa gì con bé, nhưng mà nhìn qua cách nói chuyện thì cũng thấy là thân.
Chắc chắn là bà ta lại có âm mưu rồi. Tôi phải ra làm rõ mới được. Đấy, không nên. Làm như thế là mất lịch sự. Hơn nữa, về nhà bà vẫn hỏi được Khế Quỳnh cơ mà. Công nhận tay bà mềm mại thật đấy. Còn tay ông thì rất ấm áp. À, để tôi cắt bánh cho bà ăn nhé. Cháu xem phần thông tin này đi. Cái gì thế ạ? Cháu cứ đọc đi. Công ty cổ phần xây dựng Đức Huy. Sao cô lại đưa thông tin về công ty của bác Huy cho cháu ạ? Cháu đọc phần phúc lợi của công ty cho kế toán, xem có thấy hấp dẫn không? Mọi thứ đều tốt ạ. Chẳng giấu gì cháu, cô muốn thằng Hoàng có động lực đi làm. Và thấy trình độ của cháu rất phù hợp với vị trí kế toán của công ty. Cháu gửi cô ạ. Công việc hiện tại của cháu đang rất tốt. Cháu không có nhu cầu thay đổi công việc đâu ạ. Sao cháu từ chối vội thế? Hay là cô cứ gửi phần thông tin này sang cho cháu. Cháu nghiên cứu đi, rồi trả lời cô sau cũng được nhá. Cháu là người không có nhiều tham vọng, cũng dễ hài lòng với cuộc sống của mình, nên chắc là cháu không thay đổi đâu ạ. Dù sao thì cháu cũng cảm ơn cô vì lời mời. Chắc là thằng Hoàng sẽ buồn lắm đây. Cô ơi, cháu vẫn chưa phải vào làm. Trưa nay cô cho phép cháu mời cô ăn trưa nhé. Ông có nhìn thấy điều tôi vừa nhìn thấy không? Có. Có vẻ như mối quan hệ giữa con Quỳnh và bà ta cũng rất là tốt đấy. Mặt trời mọc đằng Tây hay sao ấy? Như thế thì cũng tốt. Con Quỳnh mà đến với thằng Hoàng thì sẽ không gặp khó khăn trở ngại gì. Ông chả biết cái gì cả. Là vì em hạnh phúc khi có anh bên cạnh em. Một nụ hôn thật khẽ lên đôi mắt nét môi khi buồn. Cô bé này cũng nhiều tài lẻ nhỉ. Trong trái tim đã lâu thật lâu. Dù ngày mai ra sao thì vẫn chỉ yêu người thôi. Anh làm cái gì đấy? Cho anh hát với. Dẫu chỉ là giấc mơ em xin mơ hoài. Em đang buồn, em muốn hát. Cuối con đường nắng lên chờ anh đến. Đến khi nào trên thế gian mặt trời ngừng sáng lối em đi về. Ánh mắt này, đôi tay này mãi thuộc về nhau. Giờ anh mới chợt nhận ra là nghe hát live có nhiều cảm xúc hơn nghe nhạc đã thu sẵn đấy. Chẳng thế thì không à? Anh sẽ đầu tư một bộ loa và thuê ca sĩ đến hát live. Ngoài ra, anh sẽ để cho khách đến quán hát cho nhau nghe. Hy vọng là với hình thức này có thể kéo thêm một lượng khách lớn đến với quán của mình. Ô, anh nói thật ạ? Thật. Mà em nói, em có nhiều mối quan hệ, có thể mời ca sĩ về hát live. Hay là em phụ trách luôn việc này nhá. Chuyện nhỏ, anh cứ tin ở em đi. Ơ, anh làm gì đấy? Giờ đến lượt anh hát. Nhưng mà em đã hát hết bài đâu, trả em đây. Không, em hát nhiều rồi, giờ đến lượt anh chứ. Em đang buồn mà, em muốn hát không, tiếp. Đến lượt anh. Trả em, của em à. Anh hát, em hát nhiều rồi. Em mới hát được có một bài thôi. Anh hát. Em hát đi, em hát một bài nữa thôi mà. Đến lượt anh, em hát. Hai người đang làm gì đấy? Cô không thấy sao mà còn hỏi. Cô, tôi làm sao? Giờ tôi không còn sợ chị nữa đâu. Anh Hiếu, anh dạy nhân viên của anh là kiểu gì thế? Cô ta đang tỏ thái độ coi thường em đây này. Em đừng làm quá lên như thế. Tuyến rất dễ thương. Em chỉ cần dịu dàng với cô ấy một chút là được. Anh Hiếu ơi, giờ em đi mời ca sĩ đến quán nhá. Ừ, vậy để anh đưa đi. Cũng được, em đỡ phải gọi xe. Vào trong chuẩn bị đi.
Anh Hiếu. Em cứ ở đây uống nước nhá. Anh thừa biết là em tới đây là vì anh mà. Sao mà anh cứ cố tình lảng tránh em thế? Nói thế nào nhỉ? Anh mong em đối xử với anh như trước kia thôi. Còn em cứ như thế này, anh không quen. Mọi thứ đều có thể thay đổi mà. Hơn nữa, mẹ anh cũng rất là thích em. Vậy em làm con nuôi của mẹ anh đi, anh cũng không phản đối đâu. Tuyết, xong chưa? Em xong rồi ạ. Đi thôi kiểu nào. Vâng. Tại sao chứ? Với những cô gái khác thì được, còn em thì không. Anh Hiếu. Hai đứa đi đâu đấy? Dạ. À, con đi mua ít nguyên liệu mẹ ạ. Để con bé này đi thôi, con ở quán cho mẹ. Có liên quan đến giá cả mà mẹ, không thể giao hết cho nhân viên được. Mẹ vào trong trông quán giúp con nhá. À, mì đến rồi đấy, đang đợi mẹ ở trong đấy. Ôi, cái mì nó đến chơi thì phải ở nhà tiếp nó chứ. Sao để nó bơ vơ như thế? Cái thằng này. Con đang bận công việc mà mẹ. Đi thôi. Này, con bé này, bỏ cái tay ra. Không phải ai cũng dễ dàng khoác tay con trai tôi đâu nhá. Bác ơi, cháu sẽ cố gắng để bác chấp nhận cháu và anh Hiếu ạ. Cô nói cái gì? Tuy là giờ bác không thích cháu, nhưng mà cháu tin là một ngày nào đó bác sẽ vì yêu anh Hiếu mà chấp nhận cháu thôi ạ. À, con bé này khéo mồm khéo miệng đấy. Nhưng mà tôi không ưa cái kiểu con gái mồm miệng đỡ chân tay đâu. Nhá. Làm mấy anh phật ý rồi đấy. Em chỉ muốn giúp anh thôi mà. Mẹ anh sẽ càng hiểu làm hơn thôi. Đến lúc ấy thì Quỳnh biết phải làm sao. Nếu như mà mẹ anh thay đổi suy nghĩ về em thì chắc chắn là cũng sẽ yêu mến chị Quỳnh thôi. Và điều quan trọng nhất là chị My sẽ từ bỏ ý định yêu anh. Em cũng nhìn ra được tình cảm của My với anh sao? Em rất thích thái độ vừa rồi của anh. Rất dứt khoát. Anh cũng không muốn như vậy đâu. Nhưng mà nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại. Anh không thể vì cả nể mà tốt với mọi cô gái nữa. Cũng tránh cho My hiểu nhầm và nuôi hy vọng với anh. Cho dù cô ta là bạn thân của anh à? Vừa rồi My thất tình nên có chút bất ổn. Anh dù rất thương nhưng vẫn phải giữ khoảng cách để cho người con gái anh theo đuổi có thể hoàn toàn tin tưởng, an tâm về anh. Em cũng đã từng rất lo cho anh đấy. Nhưng mà ngại nói thẳng, anh suy nghĩ được như vậy thì chắc chắn là anh sẽ làm cảm động được người đẹp mà anh yêu thôi. Cảm ơn em đã khích lệ anh. Này, tôi vào. Quá trưa rồi, em để anh ngủ với thằng bé một lúc đi. Không được, anh phải rời khỏi đây. Dậy đi. Anh không đi đâu cả. Anh là bố thằng bé, nó ở đâu thì anh ở đấy. Con đang ngủ, anh đi ra ngoài kia đi. Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh đây. Anh làm cái gì đấy? À, anh định xin em kiểu ảnh thôi. Mà cái gì kia? Giờ em nói để cho anh rõ. Căn nhà này cũng không phải căn nhà em đi thuê. Chủ của ngôi nhà này hiện đang ở Mỹ. Họ cần giúp việc đến chăm sóc, lau dọn căn nhà trong thời gian họ chưa về Việt Nam. Vì thương hoàn cảnh của em, cho nên họ đồng ý cho em ở nhờ thôi. Trong hợp đồng có ghi rõ, em không được phép dẫn bất cứ ai đến ở cùng cả.
Thế mà anh tưởng em làm ăn khấm khá thế nào, mua được cả nhà to. Anh đánh giá quá cao về em rồi đấy. Kể ra em cũng lì lợm thật đấy. Dù có khó khăn vất vả thế nào cũng quyết rời bỏ anh rồi ôm con đi. Thì khác gì nhau đâu. Ở với anh em cũng khổ, cho nên em chọn cái ít khổ hơn. Được rồi, anh sẽ không làm khó em nữa. Anh sẽ rời khỏi đây. Chỉ mong em đừng cấm cản bố con anh gặp nhau. Thế là được rồi. Hẳn là em thích ngôi nhà này lắm nhỉ? Anh muốn gì? Từ bây giờ, anh sẽ cố gắng để em và con sớm được sở hữu một ngôi nhà to như thế này. Em sẽ không phải đi ở đợ nữa. Bố cái thằng phết lác. Này, em không sao đấy chứ? Thật may vì anh ta đã rời đi rồi. Em cảm thấy xấu hổ vì để anh biết những chuyện như này. Anh có thấy em buồn cười không? Nói thật thì trước đấy anh nghe được rất nhiều điều tiếng rằng mẹ con em được chuyển đến đây là do có một ông daddy bao ăn ở. Khi ấy anh đã rất tức giận. Hóa ra là anh cũng đã từng nghi ngờ em. Không, là anh ghen đấy. Nhưng khi biết được sự thật, anh thực sự đã rất vui. Anh còn đánh nhau với người ta để bảo vệ em cơ mà. Em không tin anh à? Đây này, còn cả sẹo ấy này. Anh đúng là ngốc thật đấy. Gì nữa? Giờ thì anh ngưỡng mộ em nhiều hơn vì em rất nghị lực và chịu khó chứ. Mẹ ơi, bố dậy rồi à con? Bố con đâu rồi mẹ? Bố Quang phải về đi làm rồi. Con đi vào ngủ tiếp đi, xong thì chiều mẹ gọi dậy đi học. Con muốn bố cơ. Bố bảo là bố sẽ ngủ với con mà. Mẹ đã bảo là bố phải về để đi làm, tại sao không cứ mẹ nhau làm khổ mẹ thế nhở? Bo, hay là bây giờ chú lên ngủ với Bo nhá. Không, con muốn ngủ một mình cơ. Thằng bé càng ngày càng giữ khoảng cách với anh. Anh xin lỗi, mẹ đã không giúp được gì cho em. Anh đã giúp em rất nhiều rồi. Còn về phần thằng bé, em tin là nó sẽ dần chấp nhận anh thôi.